Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Sorento phiên bản full xăng tức là bản máy xăng đấy ạ, bản 2.4 máy xăng và là bản full, bản limited. Chiếc xe này là bản limited rồi cho nên được trang bị đầy đủ các option từ khóa thông minh, đè nổ start tốt, điều hòa tự động, ghế da, nội thất ghế da và ghế chỉnh điện, hai cửa sổ nóc và đèn pha bi xenon này, rửa đèn pha này, đèn LED daylight này, tức là đèn LED ban ngày đấy ạ, la răng đúc vành to, 5 chấu vành to, 5 chấu kép to quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2010 và nhập về Việt Nam là cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là màu xám lông chuột quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản ạ. Nguyên bản. Và chiếc xe này thì tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn, chúng tôi vừa mới lấy về xong nhé, còn chưa có dọn dẹp gì cả, vẫn còn nguyên đồ của chủ xe ở trong xe đấy ạ. Tôi chưa dọn xe ra, chỉ có rửa qua bên ngoài một chút là tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn mà thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 410 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Sorento bản full xăng 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Sorento full xăng này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sorento phiên bản full xăng bản limited 2010 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ. Đấy, toàn bộ về chiếc xe Kia Sorento 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc phiên bản Limited hay còn gọi là phiên bản full xăng, 2.4 máy xăng. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá 410 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 410 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc bản Limited này đấy ạ. Đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento 2010 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.